Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Phước hạnh đó là Chúa Ngài xứng đáng để chúng ta đi theo Ngài. Dù nó không phải là một cái việc gọi là được yêu chuộng, nó không phải là một cái việc mà chúng ta thấy dễ dàng. Và đôi khi chúng ta cũng bị cấm đoán, gây khó đối với cái quyết định của chúng ta đi theo Chúa. Nhưng mà khi chúng ta quyết tâm đi theo Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa Ngài ở với chúng ta, ban phước trên chúng ta, dẫn dắt chúng ta ở trong ơn của Ngài. Và điều phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta ở trong ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ cùng học với nhau một điều mà tôi tin rằng nó là động cơ của Đức Chúa Trời khi Ngài cứu chúng ta. Đó là Ngài cứu và Ngài muốn chúng ta được dự phần với Ngài ở trong công việc, đem cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm chúng ta có với Chúa mà chúng ta kể lại cho những người khác. Chúng ta kể câu chuyện của Đức Chúa Trời làm việc qua đời sống của chúng ta, cộng với câu chuyện của cá nhân chúng ta gặp Chúa, để nhiều người cũng sẽ biết về câu chuyện của Đức Chúa Trời và dự phần vào ở trong công việc. Đó là dắt đưa nhiều người trở lại cùng Chúa ở trong ơn của Ngài. Nên bài này chỉ thường ở trong Thánh Kinh mùa hè chúng ta gọi là cái ngày cuối, đó là ngày nhấn mạnh về truyền giáo. Để chúng ta được nhắc nhở, đó là chúng ta trải nghiệm từ một tội nhân, từ một người không biết Chúa, rồi Chúa cho chúng ta từng trải kinh nghiệm Chúa. Và hàng năm thì chúng ta thấy Thánh Kinh mùa hè sắp đặt như vậy để giúp đỡ, và nhất là những người chưa biết Chúa được mời đến để học Thánh Kinh mùa hè với chúng ta, các em nhỏ được giới thiệu về tình trạng hiện tại của con người chúng ta không có Chúa là như thế nào, và thế nào Chúa Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài, quyền năng của Ngài, nhất là Ngài chịu chết đền nợ tội thay cho chúng ta để chúng ta được cứu, chúng ta được làm người nhà Đức Chúa Trời. Rồi thì Thánh Kinh mùa hè cũng luôn nhắc chúng ta bài thứ năm này là truyền giáo. Bởi vì tin Chúa, Chúa không muốn chúng ta ngồi không. Chúa không muốn chúng ta hưởng cái phước hạnh đó cho riêng mình. Mà Chúa muốn chúng ta đi ra để chia sẻ. Và hôm nay trong bài thứ năm chúng ta thấy, chúng ta sẽ cùng học, đó là Chúa Giê-xu cho mọi người. Không phải chỉ cho người Do Thái hay là một nhóm người đặc biệt, nhưng mà cho tất cả mọi người. Và câu chuyện trong Kinh Thánh hôm nay được tìm thấy ở trong Công Vụ chương 10. Phi-e-rơ kể cho Cọt-nây nghe về Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy rằng tài liệu dùng cái chữ kể tại đây, thuật lại, kể lại, làm chứng lại cho con này về Đức Chúa Giê-xu. Và ông đã trình bày từ bắt đầu của tin lành của Chúa, thế nào từ miền Galilê Chúa Giê-xu bắt đầu thánh vụ của Ngài, v.v. Và chúng ta thấy ông đã thuật lại. Nhưng mà không phải dễ dàng để Phi-e-rơ nhận cái trọng trách này. Bởi vì có một số những điều mà nó không phải là việc tự nhiên đối với ông. Bởi vì ông được mời và sai phái đi đến một cái môi trường rất lạ. Có thể nói rằng lần đầu tiên mà ông được sai phái đi, thì có những điều mà chúng ta thấy, có những cái khúc quanh, có những cái chỗ mà Chúa Ngài phải tiếp tục dạy dỗ, huấn luyện để Phi-e-rơ có thể trở nên một người hữu dụng cho Chúa. Không phải chỉ cho những người đồng hương của ông mà thôi, nhưng mà cho tất cả mọi người, vì Chúa Giê-xu cho mọi người. Và câu gốc của chúng ta tối hôm nay tôi tìm thấy ở trong Công Vụ chương 10 câu số 43. Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta làm quen với câu Kinh Thánh này, để quyết tâm học thuộc lòng, thì xin chúng ta cùng lặp lại câu Kinh Thánh này 3 lần. Lần nhất, lần thứ nhì thì chúng ta không nói đến cái địa chỉ của nó, nhưng mà đến lần thứ ba thì chúng ta sẽ nói đến địa chỉ của câu Kinh Thánh này, là Công Vụ chương 10 câu số 43. Xin chúng ta cùng đọc 3 lần. Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội. Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội. Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội. Công Vụ chương 10 câu số 43. Cảm ơn Chúa. Sẵn đây chắc có một vài anh chị em có thể nghe cách mà tôi sử dụng, thì tôi gọi là chương 10 chứ không phải là đoạn 10. Thì tôi mở ngoặc tại đây để chia sẻ đến chị em thấy. Vì chúng tôi dự phần vào trong việc giảng tin lành của Chúa cho mọi người ở trên thành phố Houston của chúng ta, qua chương trình radio mà chúng ta 24 năm qua đã chia sẻ về tin lành của Chúa. Và chúng ta cũng thừa biết rằng có rất là nhiều người Công giáo cũng nghe. Và đây là cách mà người Công giáo sử dụng. Họ dùng là chương chứ không phải đoạn như là người tin lành của chúng ta. Một số như từ ngữ khác như là ân điển thì anh em Công giáo gọi là hồng ân.
vân vân, và có những cái từ ngữ mà chúng tôi muốn tháo gỡ bớt những cái ngăn trở để họ có thể nghe và có thể quen với những cái điều mà họ thường nghe, để dễ cho họ hơn trong việc đến gần với Chúa, như ước ao của chúng ta là mọi người đều có cơ hội để có một mối quan hệ cá nhân với Chúa ở trong ơn của Ngài. Không phải là đi xem lễ nhưng mà đi thờ phượng Chúa. Không phải đi nhà thờ nhưng mà đến nhà của Cha. Không phải là chúng ta làm những cái công việc theo những bí tích của giáo hội, nhưng mà là một mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời, như Cha với Con, như Thầy với Trò, ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Chúa. Và chúng tôi muốn chia sẻ điều đó để anh chị em chúng ta hiểu. Và có nhiều khi chúng ta cũng cần phải thay đổi một số những cái gọi là đặc ngữ của tin lành của chúng ta. Đối với người Phật giáo thì chúng ta cũng cần phải để ý nữa. Tôi lấy cái ví dụ đó là, nếu mà người ta nghe người tin lành của chúng ta nói rằng xin mời anh chị ở lại ăn bữa ăn thông công với Hội Thánh, thì chúng ta trong đi nhà thờ lâu năm thì chúng ta nghe cái câu đó rất là thường. Nhưng mà chúng ta thử đặt mình vào trong chỗ của người chưa bao giờ nghe, thì lần đầu tiên nghe ở lại ăn bữa ăn thông công là gì? Tôi nhớ hồi nhỏ đi về quê ngoại của tôi sau năm 1945, thì người ta có cái việc làm lúa, đi gặt lúa mà họ gọi là gặt dần công. Thì làm sao? Thí dụ như trong cái làng đó, cái khu đó, có bao nhiêu người nam, bạn nữ có khả năng đi gặt lúa. Thì nếu họ tự gặt lúa cho cái ruộng của mình thì sẽ tốn rất là nhiều thời giờ. Nhưng mà nếu mọi người gom lại định ngày nào là ngày mình sẽ gặt ở trên ruộng của người nào đó, thì gọi là dần công, tức là hôm nay mình đi qua mình gặt cho nhà lân cận, cho ruộng của người lân cận, ngày mai họ qua họ gặt tiếp với mình. Thì đó là gặt lúa dần công. Mà còn ăn thông công là sao? Tôi đút anh một miếng, anh đút tôi một miếng thôi. Là đối với họ cái từ ngữ của chúng ta thì chúng ta quen, cho nên chúng ta để ý đến những cái đặc ngữ của tinh lành của chúng ta mà chúng ta để ý. Tôi nhớ khi huấn luyện về chương trình chứng đạo sâu rộng EE đó, Evangelism Explosion, thì chúng tôi có một cái buổi để huấn luyện và nhắc cho chúng ta những cái từ ngữ mà chúng ta người tinh lành thường hay xài. Thí dụ như mời Đức Chúa Giêsu bước vào lòng của mình. Thì những đứa nhỏ, tiếng Anh nó còn nghe còn dữ dội hơn nữa, là mời Chúa bước vào con tim của mình. Invite Jesus come into your heart. Thì có em nó đưa tay lên, nó hỏi như chứ Đức Chúa Giêsu sao đi vào trong trái tim của con được. Và người lớn của chúng ta cũng có thể có thắc mắc, người ta không dám hỏi. Cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta đổi lại là mời Đức Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của chúng ta. Thì dễ hiểu hơn. Đại khái như vậy để giúp cho chúng ta thấy chúng ta cần để ý đến, nhất là mục tiêu của bài học buổi tối hôm nay cũng nhắc chúng ta về việc truyền giáo đó. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải xem cái cộng đồng của mình, những người lân cận của mình là môi trường truyền giáo. Cho nên từ ngữ của chúng ta, cách chúng ta sinh hoạt, tất cả là để chúng ta giới thiệu về Chúa cho họ. Thì chúng ta để ý đến những điều có thể làm khó hiểu, hay là những cái ý tưởng mà không có truyền đạt được vì bất đồng ngôn ngữ hay là một cái lý do nào đó, thì chúng ta giảm thiểu hết những cái điều đó, thì chúng ta giúp cho người ta dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu tin lành của Chúa, hay là đáp ứng lại với lại phúc âm của Chúa, tin lành của Chúa ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Về vấn đề vùng miền cũng là một cái việc khác nữa. Thì chúng ta thấy trong sinh hoạt thì chúng tôi giảng thì chúng tôi xài luôn những cái từ ngữ, thí dụ như người Bắc thì nói bệnh là ốm, okay. Còn người Nam thì bệnh. Thì chúng ta thấy rằng là ốm, bệnh, mà người Nam mới nhìn thấy một cái người thì mập mà ngày hôm đó không khỏe đó, mà nói rằng tôi hôm nay tôi ốm, thì nói rằng đâu có thấy ốm chút nào đâu. Thì chúng ta thấy cái vùng miền nó cũng có thể gây cái sự khó khăn đó. Cho nên chúng tôi là dùng chữ ốm đau để cho cả hai đều có thể hiểu được hết. Người Bắc thì dùng máu, người Nam chúng ta dùng huyết. Thì chúng ta gọi là máu huyết của Chúa thì dễ hơn cho mọi người đều có thể nắm được vấn đề. Thì chúng ta để ý đến điều đó trong công tác của tôi giảng lời của Chúa, và nhận biết được rằng những người nghe mình có thể đến từ nhiều vùng miền khác nhau, có thể đến từ những cái bối cảnh khác nhau, những cái văn hóa khác nhau. Chúng ta để ý đến điều đó. Và bài học hôm nay chúng ta cũng sẽ thấy đụng đến những vấn đề tương tự như vậy. Không có nhiều thời giờ cho nên chúng ta sẽ đi vào trong bài học. Cho nên các anh chị nào có học thổ lòng câu gốc mà định chuẩn bị để trả câu gốc hôm nay đó, chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta trả sau, nếu chúng ta có thời giờ. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào trong bài học của chúng ta hôm nay. Phần Kinh Thánh ở trong hôm nay mà chúng ta cùng
suy nghĩ và học hỏi chung với nhau được tìm thấy trong công vụ chương 10. Đây là một chương kinh thánh rất đặc biệt liên quan đến việc truyền giáo và chỉnh sửa một số những định kiến ở trong đời sống của chúng ta. Thì xin Chúa ngài ban phước để chúng ta cùng học phần kinh thánh này, chương kinh thánh này. Xin cùng theo dõi với tôi trong công vụ chương 10. Tại thành Caesarea có một người tên Cornei, đội trưởng của binh đoàn Italy. Ông vốn là người đạo đức, cả gia đình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Ông hay bố thí cho dân chúng và thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Vào khoảng 3 giờ chiều trong một khải tượng, ông thấy rõ một thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và bảo: "Hỡi Cornei." Ông sợ hãi nhìn chăm chăm thiên sứ và thưa: "Lạy Chúa, có việc gì vậy?" Thiên sứ đáp: "Lời cầu nguyện cùng sự bố thí của ngươi đã linh thấu Đức Chúa Trời và được Ngài ghi nhớ. Bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê mời Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ. Ông ấy đang ở với Simon thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ nói với ông đã đi rồi, Cornei gọi hai trong số các đệ tớ của ông và một người lính tin kính dưới quyền của mình, thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai họ đến Giô-bê. Hôm sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường đến gần thành phố, thì Phi-e-rơ lên mái nhà để cầu nguyện. Lúc ấy khoảng giữa trưa, ông đói và thèm ăn, nhưng trong khi người ta dọn bữa thì ông xuất thần. Ông thấy trời mở ra và có vật gì giống như tấm khăn lớn buộc bốn góc xa xuống đất. Trong đó có đủ các loài vật bốn chân, loài bò sát trên mặt đất và chim trời. Lại có tiếng phán với ông rằng: "Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt mà ăn." Nhưng Phi-e-rơ thưa: "Lạy Chúa, không được, vì con không bao giờ ăn vật gì ô uế hay là không tinh sạch." Tiếng ấy lại phán với ông lần thứ hai rằng: "Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế." Việc đó xảy ra ba lần rồi tấm khăn ấy được cất lên trời. Trong khi Phi-e-rơ đang phân vân về ý nghĩa của khải tượng mình đã thấy, kìa, người Cornei sai đi đã tìm được nhà của Simon và đang đứng trước cửa. Họ gọi để hỏi xem có phải Simon tức Phi-e-rơ đang ở đây chăng. Đang khi Phi-e-rơ ngẫm nghĩ về khải tượng ấy thì Đức Thánh Linh phán với ông: "Kìa, có ba người đang tìm con. Vậy hãy đứng dậy, xuống đi với họ, chớ nghi ngờ vì ta đã sai họ đó." Phi-e-rơ đi xuống với họ và nói: "Tôi chính là người các ông đang tìm. Các ông đến đây có việc gì?" Họ trả lời: "Đội trưởng Cornei là người công chính, kính sợ Đức Chúa Trời, được cả dân Do Thái làm chứng tốt. Ông ta được một thiên sứ, một thiên sứ thánh hướng dẫn, sai mời ông về nhà để nghe lời ông dạy." Phi-e-rơ mời họ vào nhà, cho họ ở lại đó. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ trỗi dậy đi với họ. Có vài anh em từ Giô-bê cùng đi theo. Ngày sau, họ đến Caesarea. Cornei cùng với bà con và các bạn thân hợp lại tại nhà, đang chờ đợi họ. Phi-e-rơ bước vào, Cornei ra đón, quỳ dưới chân ông mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ ông dậy và nói: "Hãy đứng dậy, tôi cũng chỉ là người mà thôi." Sau khi nói chuyện với Cornei, Phi-e-rơ bước vào trong nhà, thấy nhiều người nhóm lại. Ông nói với họ: "Các ông biết người Do Thái vốn không được phép giao thiệp hay là đến nhà của người ngoại quốc, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho tôi biết rằng chẳng nên gọi một người nào là ô uế hay không tinh sạch. Do đó, khi được mời thì tôi đến ngay và không ngần ngại gì. Vậy tôi xin hỏi lý do gì các ông mời tôi đến đây?" Cornei trả lời: "4 ngày trước đây, khoảng giờ này, tức 3 giờ chiều, tôi đang ở nhà cầu nguyện. Thì thinh linh có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi và bảo: Hỡi Cornei, lời cầu nguyện ngươi đã được nhầm và việc bố thí ngươi đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Vậy ngươi hãy sai người đến Giô-bê mời Simon, gọi là Phi-e-rơ, đến đây. Ông ấy đang ở với Simon thợ thuộc gia, nhà gần biển. Lập tức tôi sai mời ông và ông đã có lòng tốt đến đây. Vậy bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã truyền dặn ông." Phi-e-rơ bắt đầu nói: "Thật tôi nhận biết Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai, nhưng trong tất cả các dân tộc, hãy ai kính sợ Chúa và làm điều công chính thì được Ngài chấp nhận." Đức Chúa Trời đã gửi sứ điệp đến con cái Israel rao giảng tin lành bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của mọi người. Các ông biết rõ sự kiện xảy ra bắt đầu từ Galilee rồi tràn ra trong xứ Giu-đê sau khi dân rao giảng về báp-têm. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp mọi nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng tôi là những nhân chứng về mọi việc Ngài đã làm ở Giu-đê và Jerusalem. Người ta đã treo Ngài trên cây gỗ và giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại và hiện ra, không phải cho cả dân chúng, mà cho chúng tôi là những nhân chứng Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là những người
đã ăn uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài đã truyền dạy chúng tôi phải rao giảng cho dân chúng và minh chứng Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để phán xét người sống và kẻ chết. Tất cả những nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội. Sau khi Phi-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì là người cùng đi với Phi-rơ đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-rơ nói, ai có thể từ chối bắp tem bằng nước cho những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Vậy, ông truyền làm bắp tem cho họ nhân danh Đức Giêsu Christ, rồi họ mời ông ở lại thêm vài ngày nữa. Cảm ơn chung phần Kinh Thánh, chúng ta thấy một câu chuyện rất là ly kỳ, có cái sự can thiệp của thiên đàng, có cái sự ghi nhận của Đức Chúa Trời cho những công việc mà con người chúng ta làm trên đất. Dù chúng ta chưa có một mối liên hệ cá nhân với Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời nghe nhìn thấy những công việc chúng ta làm trong tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì Ngài cũng nghe, cũng ghi nhận. Ở đây là một trong những điều giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta thấy Chúa Ngài cũng đã giúp đỡ cho Phi-rơ tiếp tục học hỏi thêm điều mà Chúa Ngài muốn dạy dỗ ông ở trong chức vụ, trong đời sống, công tác của sứ đồ cũng như là trong việc rao truyền tin lành của Chúa cho tất cả mọi người. Anh chị em, có bao giờ bạn đã bao giờ đi đến một cái quốc gia khác để làm việc hoặc là cho một chuyến truyền giáo chưa? Bây giờ chúng ta đi đến một cái xứ khác đi làm việc hay là đi truyền giáo. Và câu hỏi kế tiếp của chúng ta là bạn có đi nhà thờ khi bạn ở đó không? Ok. Thì chúng ta có một cái trải nghiệm như vậy thì chúng ta có thể thấy một điều đó là rất là phấn khích, rất là tốt đẹp để cho chúng ta nhận thấy rằng những người trong hội thánh đó có thể họ không cùng ngôn ngữ với chúng ta. Họ có thể là ăn mặc khác hơn chúng ta, phong tục của họ khác hơn chúng ta. Nhưng có một điều giống nhau là họ vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời như chúng ta thờ phượng. Đây là một điều rất là phước hạnh để chúng ta khám phá ra được. Tôi nhớ khi thuyền của chúng tôi tấp vào một cái đảo hoang ở tại Indonesia. Rồi khám phá ra rằng cái đảo đó, vì Indonesia chúng ta biết rằng động đất cũng rất là nhiều. Cho nên cái đảo đó không có suối nước. Mà cây cối ở tại đó nó cũng bị khô nữa. Tại vì có lẽ là một cái rúng động mà nó bị tách rời với lại những cái nguồn để có thể đem lại nước cho cái đảo đó. Thì chúng tôi ở đó chờ đợi. Thì người dân ở tại vùng đó họ đi câu cá, thì họ thấy và họ trở về báo với những người ở trong làng để đi ra. Một điều rất là khó khăn vì lúc nhỏ cũng đọc thấy những câu chuyện giống như là ly kỳ về những cái bộ tộc ăn thịt người. Thì chúng tôi thấy mấy người chèo một cái thuyền rất là lạ. Nó không giống như cái xuồng của chúng ta. Nó cũng giống như là cái xuồng tâm bản của người miền Tây của chúng tôi. Ở đây là một cái xuồng mà nó đẻo ra từ một cái cây. Và hai cái đuôi của nó thì móc lên cao lên như vậy. Và những người này thì đen sậm mà họ lại giống xà rông. Cho nên nhìn cái nó rồi mọi ăn thịt người nó đến rồi. Cho nên hơn 300 người già trẻ lớn bé hét lên một cái. La thì mấy người này họ víu hết, họ lật thuyền luôn. Một chút sau thì họ biến mất ra phía khuất của cái đảo. Thì chúng tôi bắt đầu tính với nhau, nó rằng bây giờ đó đừng bà con nít dồn vô ngồi chính giữa. Đừng ông thì có đem búa theo hay là dao hay là cái gì đó. Thì ngủ và ngồi chặt ở bên ngoài để có gì bảo vệ đừng bà con nít. Thì nghĩ rằng thế nào họ cũng sẽ trở lại và lần này họ sẽ đem đông người hơn. Và họ sẽ có một cái bữa ăn thịt cũng hơi khô rồi bởi vì nhiều ngày không có đủ nước để uống. Mà tối đêm đó thì khi lên đến nơi được chúng tôi có tìm được nước. Và tôi là người đầu tiên nấu cái nồi cơm đầu tiên. Và bị mấy người chửi quá chừng. Vì sức của trai tráng mà 9 ngày không có ăn thì là cái cơ hội. Nhất là cũng biết cách để nhóm lửa nhờ những cái ngày đi sinh hoạt ở trong hướng đạo. Cũng như là đi về quê ngoại của tôi thì biết cách để nhóm lửa. Nên chúng tôi tìm lá dừa rồi chúng tôi múc nước, chúng tôi nấu một cái nồi cơm. Và khi vỡ cái nắp nồi lên một cái đó, thì lúc đó là khoảng 3 giờ rưỡi sáng. Thì một cái cơn gió thổi, thì những người đàn ông khác họ bật dậy, họ chửi thề, họ nói giờ này mà thằng nào nấu cái nồi cơm. Không ai ngủ được, mệt lắm rồi, họ lăn ra mà định ngủ. Nhưng mà khi mà tôi nấu cái nồi cơm đó, cái mùi cơm nó thơm lên như vậy thì lục đục thức dậy hết. Và người ta cũng tiếp tay để mà nấu cơm. Sáng ra mới thấy
mấy cái khe nước đó thì là cung quăng, với lại nó dơ vô cùng. Nhưng mà tối đó nhìn thì thấy nó là những cái khe đá, nó có nước trong đó, thì cứ múc đem nấu thôi. Nhưng mà cũng tốt là mình nấu nó sôi cho cũng đỡ, không không đến đổi. Nhưng mà sáng nhìn thì nếu mà nhìn mà có ánh sáng mặt trời thì chắc không dám uống. Nhưng mà rồi chút sau thì chúng tôi nghe có một cái động cơ, có một cái chiếc thuyền họ đến, và họ đã đem mì gói cũng như táo đem ra họ bán, 5 gói mì, 3 trái táo, 1 lượng vàng. Mà người ta cũng vẫn mua tại vì đói quá rồi. Mà người đi vượt biên thì chúng ta biết rằng cũng đem vàng theo nhiều lắm, cho nên có những người họ cũng sẵn sàng. Rồi họ chở chúng tôi báo với lại nhà chức trách, thì họ cho một cái thuyền hải quân đến chở chúng tôi đến một cái vùng đảo. Và điều này là điều mà phước hạnh. Thì người ta định cho là những người thuyền nhân này được đi vào ở trong chợ. Thì cũng là một cái đảo cách xa, phải đi nhờ một cái chuyến tàu họ chở đi đến đó để mua thức ăn rồi trở về cái đảo của mình. Thì chúng tôi đi đến đó và có thể đi chợ được. Nhưng mà người thuyền nhân của chúng ta nhiều ngày không có thức ăn, cho nên khi thấy thức ăn thì là mua hết đồ của người ta luôn. Cho nên dân bản xứ tại đó là họ thay đổi, họ nói rằng sáng để cho người ở tại đó, họ đi chợ xong rồi mới cho mấy người thuyền nhân này. Bởi vì mình ra đó mình bỏ tiền rồi mình mua hết thức ăn của người ta không còn thức ăn. Đến ngày Chủ nhật là ngày mà chúng tôi đúng cái ngày mình có thể đi ra đi chợ được. Thì cũng điều tuyệt vời là thấy ngày Chủ nhật thôi thì mình trong lúc mà đi chợ thì đi thêm vào trong phố coi như thế nào. Thì thình lình chúng tôi nghe tiếng người ta hát thánh ca. Mọi người mà trong tàu của chúng tôi mà là con gái của Chúa đó thì vui lắm. Chúng tôi đi tìm theo cái tiếng hát đó thì thấy có một hội thánh người Indonesia đang thờ phượng. Và khi chúng tôi đến, một số thì xài động từ tour ra dấu múa tay đủ thứ. Chỉ có cái đơn giản thôi là mình cùng hát với họ cái bài thánh ca đó. Anh em bắt tay và nhận diện, đây là người nhà rồi. Họ chạy ra, họ ôm chúng tôi và rất là sung sướng để mình thấy rằng ôm cái nơi mà mình không biết đây là cái xứ nào, mình chưa biết. Bởi vì thấy cái cách ăn mặc của họ mà chưa bao giờ, đa số ở trên thuyền là chúng tôi chưa bao giờ đến Indonesia, cho nên mình không biết đây là đâu và mình có lọt vào trong cái vùng mà người ta ăn thịt người như mình nghe, như quần đảo Fiji hay là gì không. Có nhiều cái câu hỏi thắc mắc. Nhưng mà ngay cái giây phút đó cùng hát thánh ca, rồi họ thấy mình hát thánh ca, họ chạy ra, họ ôm mình, họ kéo vô, họ nói đi vào cùng thờ phượng của chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Thầy truyền đạo Phan Văn Xuân, ông là người cũng biết một ít tiếng Anh, cho nên ông cũng giúp đỡ và thông dịch cho. Thì cuối cùng là anh em rất là thân với nhau. Và sau đó họ cho chúng tôi nhiều cái đặc ân lắm. Họ biết cái đảo của chúng tôi ở, thì anh em chở một cái chiếc tàu sầu riêng đem đến để tặng cho anh em, nó ăn cái này để lợi sức. Bởi vì thấy quý vị ốm đói và chịu nhiều cái mất mát sau một cái chuyến vượt biên như vậy. Và anh em rất là thân với nhau vì mình có cùng một cha trên trời. Đây là điều mà chúng tôi muốn mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ. Đó là có những người có thể họ thuộc về một cái văn hóa khác. Họ có thể ăn mặc khác hơn chúng ta. Họ có thể nói ngôn ngữ khác chúng ta. Nhưng mà có một điều mà nó làm cho chúng ta khác hẳn với tất cả các tôn giáo khác. Đó là khi chúng ta nhận biết là đây cũng là người anh em của mình, thì thình lình nó thân như là người trong nhà. Và tôi có thể nói bên chị em rằng tôi đi nhiều nơi trên thế giới. Không phải chỉ cho người Việt Nam mà thôi, nhưng mà thuộc về các dân tộc khác nữa. Những con người thật sự được tái sinh là con thật của Chúa đó. Chúng ta chỉ cần bắt tay với nhau thì trong nháy mắt, thân như là anh chị em ruột thịt ở trong nhà. Lạ lắm. Bởi vì thật, chúng ta có cùng một cha trên trời. Khi chúng ta được tái sinh và Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta, thì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta và Đức Thánh Linh ở trong họ có sự tương giao với nhau. Và Đức Chúa Giêsu ở trong chúng ta và Đức Chúa Giêsu ở trong họ cũng có cái sự tương giao và thông công. Có một mục sư, ông trước đây là mục sư Baptist, lo cho hội thánh West Memorial Baptist Church. Sau này thì họ đã đổi thành cái hội thánh Encourager Church, ngay cái góc đường Willcrest và là đường 10 đó. Ông sư Ralph Neighbor, thì ông sau khi bị Southern Baptist, Baptist Nam Phương từ chối cái tài liệu mà ông viết, bởi vì ông kinh nghiệm bắt tem trong Đức Thánh Linh. Ông có một sự thay đổi rất là rõ rệt về cái cách hầu việc Chúa. Thì trước đó thì ông viết cái tài liệu sinh tồn, Survival Kit, thì cả hệ phái Baptist Nam Phương sử dụng. Nhưng mà khi ông chỉnh sửa và hiểu đính
có thêm một cái chương dạy về báp têm trong Đức Thánh Linh thì bị từ chối, cho nên ông đem những gì Chúa Ngài đã dạy dỗ ông sang qua Singapore và đã làm cha đẻ của phong trào Cell Church ở tại Singapore. Mà những người học trò của ông có thể hướng dẫn một hội thánh từ 10 cho đến 15.000 người ở tại Singapore. Thì ông có một cái chương trình radio mà cái lời đầu tiên của ông rất là dễ thương mà tôi để ý luôn. Ông nói rằng Đức Chúa Giêsu ở trong tôi, muốn chào Đức Chúa Giêsu ở trong các bạn. The Jesus in me want to say hello to the Jesus in you. Ông dùng một cái hình ảnh tượng hình đó để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có cùng một Chúa, chúng ta có cùng một Cha, có cùng một Đức Thánh Linh, thì chúng ta rất là dễ dàng để có thể thông công hiệp nhất với nhau, bởi vì chúng ta có rất là nhiều điểm giống nhau. Cảm ơn Chúa, như tôi kể câu chuyện để nhóm lại với một hội thánh Indonesia mà mình chưa bao giờ biết họ, nhưng mà trong nháy mắt khi cùng biết là con cái của Chúa, hát thánh ca, nghe lời của Chúa, mình cũng đáp ứng lại với lời của Chúa, thì anh em đã kể như người nhà. Và họ thường xuyên đi qua đảo của chúng tôi thăm viếng, họ đem thức ăn, họ chăm sóc chúng tôi một cách rất là tốt đẹp, rất là phước hạnh. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, anh chị em. Chúa ngài cho chúng ta ở trong cuộc sống này, chúng ta có thể gặp gỡ những anh chị em cùng một cái ngôn ngữ, màu da có thể là khác hơn với chúng ta, ngôn ngữ có thể khác với chúng ta, nhưng mà cùng là con cái của Chúa đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể có một sự thông công mật thiết với nhau, tương giao với nhau một cách tốt đẹp. Vì ngôn ngữ, màu da, phong tục hay là địa điểm của chúng ta không liên quan gì đến tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Bởi vì tình yêu của Ngài và tin lành của Ngài thì không bị giới hạn bởi những cái hàng rào đó. Con người đã dựng nên, nhưng mà Chúa đó, ý định của Ngài là xóa hết tất cả, để rồi chúng ta thấy rằng tất cả đều sẽ là chiên của một bầy mà thôi. Và Chúa Giêsu sẽ là đứng chăn dắt bầy chiên của Ngài. Nên xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cũng dạy chúng ta lẽ thật này. Khi Phê-rơ đem sứ điệp phúc âm đến cho dân ngoại, thì chúng ta thấy sứ điệp mà Phê-rơ giảng không khác gì sứ điệp mà ông và dân đã giảng ở trong ngày hôm qua mà chúng ta đã học, giảng cho những người lãnh đạo của Do Thái. Thế nào Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này và Đức Chúa Trời Ngài đã yểm trợ và đánh dấu ở trên chức vụ của Đức Chúa Giêsu khi Ngài chịu chết đền nợ tội thay cho chúng ta. Mặc dù là do bàn tay của những người lãnh đạo Do Thái đã dự phần vào trong công việc để hại tội Chúa, kết tội Chúa, rồi lính La Mã đã đóng đinh Chúa. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là do tội lỗi của con người của chúng ta. Lý do mà Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá là do tội lỗi con người của chúng ta. Nhưng mà Ngài đã sống lại. Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại để xác nhận rằng Ngài là cứu Chúa, Ngài là đấng phải đến để chúng ta tin Ngài mà được cứu. Thì Phi-rơ đã giảng cho nhóm người ngoại này, mà chúng ta thấy rằng sứ điệp này Đức Chúa Trời đã cho ông thấy một cách kỳ diệu rằng Đức Chúa Giêsu thật sự dành cho mọi người. Ở đây là một cái bài học, đây là một cái cục quanh ở trong đời sống của Phi-rơ. Bởi vì chúng ta biết rằng ông mặc dù là sứ đồ của Chúa rồi đó, đã được báp têm trong Đức Thánh Linh rồi đó, nhưng mà còn có những thứ còn động lại trong ông thuộc về văn hóa, thuộc về niềm tin của Do Thái giáo của ông. Mà Chúa phải giúp đỡ để ông có thể thắng được trước khi ông có thể trở nên người thật sự là người rao giảng tin lành của Chúa, là tin lành cho cả thế giới, cho mọi dân tộc. Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ tới đây Chúa Giêsu dành cho những người như cột này, từ câu 1 cho đến câu số 8. Chúng ta trở lại, chúng ta thấy phần Kinh Thánh này ở tại thành Caesarea. Thì nếu chúng ta đi qua xứ Do Thái thì chúng ta biết rằng từ Tel Aviv mà chúng ta đi đến phía bắc ở cái sông Giô-đanh đó, thì chúng ta đi ngang cái thành Caesarea này. Nó cách Tel Aviv, tức là thủ đô hiện tại của tân thời của nước Israel, khoảng chừng 26 cây số. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những người mà đi bộ đi tìm Phi-rơ đó, thì họ đi một đoạn đường khá xa, mà từ cái thủ đô Tel Aviv của họ dọc theo bờ biển Địa Trung Hải thì chúng ta biết rằng có một cái cảng, một cái bến cảng nhỏ là cái thành Giô-bê này. Đây là cái chỗ mà người ta cũng tin rằng ông Jonah, ông đã được Chúa dạy một cái bài học. Bởi vì ông cũng xuống cái bến cảng này mà đi chỗ khác. Cho nên gần đó thì có người ta có làm một cái con cá voi. Người ta gọi là con cá của ông Jonah đó. Jonah, the Jonah whale. Tại vì người ta tin rằng ông bị cá voi nuốt
mà bởi vì ông xuống cái bến cảng này mà ông đi tránh cái mục tiêu mà Chúa ngày gọi ông để đi và rao giảng cho dân thành Ninive, thì ông đã bỏ chạy đó, chúng ta nhớ câu chuyện đó. Thì thành Giô-bê này, nếu chúng ta ở tại trung tâm của Tel Aviv thì chúng ta biết rằng chỉ cách chừng khoảng 2,5 cây thì chúng ta có thể đến cái thành Giô-bê này. Từ thành Giô-bê đến Caesarea hay là Caesarea đến thành Giô-bê này, người ta phải đi trên dưới 25 km, thì chúng ta biết một cái khoảng cách như vậy. Và trở lại, chúng ta thấy ở tại thành Caesarea có một người tên là Cornei, đội trưởng của binh đoàn Italy. Đội trưởng của binh đoàn này có nghĩa là ông là một cái người quân nhân chỉ huy khoảng chừng 100 người lính. Có một số trong cái giá trị của lịch sử đó, thì người ta nghĩ rằng đây cũng có thể là một cái lữ đoàn thì nhiều người hơn. Nhưng mà tối thiểu ông là người hướng dẫn khoảng chừng 100 người lính. Ông là người lãnh đạo, làm việc cho đế quốc La Mã, làm cho Roma, và ông đóng và ở tại thành Caesarea. Thành Caesarea là một cái khu vực mà có đông người Do Thái ở trong lúc bấy giờ. Người Do Thái thì chúng ta biết rằng họ không muốn, hay là họ đã có một cái định kiến, họ không muốn giao thiệp với một người không phải Do Thái. Và nhiều lần ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy được đó, người đàn bà Samari cũng thắc mắc với Chúa Giê-xu, ông là người Do Thái mà nói chuyện với một người Samari, ông là đàn ông mà ông lại nói chuyện với một người phụ nữ. Thì chúng ta thấy rằng có những cái hàng rào như vậy nó xảy ra trong thời đó, cũng như trong cuộc sống ngày hôm nay của con người của chúng ta. Có những cái định kiến, như tại đây thì chúng ta thấy rằng người Do Thái không muốn người La Mã cai trị trên đất của họ, coi là như là kẻ thù, và họ có một cái mặc cảm là bị cai trị. Và trước đó, không lâu thì chúng ta biết rằng có những cái sự tranh đấu của người Do Thái đối với đế quốc La Mã. Và có nhiều cái sự tàn sát của người La Mã đối với người Do Thái. Cho nên chúng ta biết rằng có một cái mâu thuẫn ở trong cái quan hệ của họ. Thì chúng ta có thể thấy ở tại đây những người Do Thái chắc không muốn làm bạn với cái người La Mã này. Họ cũng không thân thiện với ông. Mà có một điều chúng ta để ý đến tại đây, đó là Chúa thì Ngài không để những điều đó ngăn trở tình yêu của Ngài đến với những người không phải Do Thái. Bởi vì Chúa Ngài không có cái sự thiên vị, bởi vì Chúa yêu thương tất cả mọi người. Và Chúa Ngài đã sai một thiên sứ của Chúa đến để gặp gỡ cột này. Và tại đây chúng ta thấy lúc 3 giờ cũng là một cái hình ảnh. Ông còn nay này vì một cái lý do nào đó thì ông kính sợ Đức Chúa Trời. Và ông theo một số những cái cách của người Do Thái trong việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Người Do Thái cầu nguyện với Chúa 3 lần một ngày. Thì chúng ta thấy cái thời giờ vào lúc 3 giờ này đó, thì chúng ta cũng thấy 3 giờ chiều chúng ta cũng thấy ông rất là gần với lại những người Do Thái kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa. Có Tân Ước chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy có một cái nhóm người được gọi là những người kính sợ Đức Chúa Trời, the God fear. Họ chưa phải là người tin Chúa, nhưng mà họ có một lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Cái này cũng giống như là người Việt Nam chúng ta đó, mặc dù không có tin Chúa và tuyên xưng đức tin của mình, nhưng mà có những người họ thờ trời. Và chúng ta thấy Việt Nam của chúng ta theo Việt giáo đó, thì là người ta thờ và có một cái bàn ông thiên ở trước nhà. Người ta thờ trời. Mà làm cái gì cũng sợ. Có một cái sự kính sợ ông trời. Thì tại đây chúng ta thấy cột này thuộc về cái dạng này. Ông cầu nguyện với Chúa. Ông bố thí cho người nghèo. Và đây là điều mà chúng ta tạ ơn Chúa. Khi thiên sứ hiện ra với ông đó, thì chúng ta thấy thiên sứ nói ông sợ hãi chăm chăm. Thiên sứ mà thưa lại Chúa có việc vì gì vậy? Thiên sứ đáp: lời cầu nguyện cùng sự bố thí của ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và được Ngài ghi nhớ. Cảm ơn Chúa. Ông chưa có trong mối liên hệ được cứu, được nhận vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà lời cầu nguyện của ông cùng sự bố thí của ông đã lên thấu Đức Chúa Trời và được Ngài ghi nhớ. Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ thì thiên sứ nói rằng Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến để chỉ cho cậu này một việc phải làm. Đó là ông phải đi tìm một người tên là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ.
đang ở tại thành Giô-bê. Đó là điều mà chúng ta thấy cũng rất đặc biệt. Xin Chúa cho để chúng ta thấy được cái nét đặc biệt này. Khi tôi khám phá ra điều này thì tôi thấy lại quyết tâm càng hơn trong việc mình phải giảng tin lành của Chúa. Có bao giờ anh chị em thắc mắc tại sao thiên sứ của Chúa không giảng luôn cho rồi? Phải sai còn nay đi nhờ người đi tìm ông Phi-rơ này đến chi mà đi 20 mấy cây số, biết đâu chừng họ đi lạc hay là không tìm được thì mất cái cơ hội để gia đình con nay được cứu. Sao thiên sứ không giảng luôn? Câu trả lời là thiên sứ không thể giảng tin lành của Chúa cho chúng ta được. Họ có rao báo tin lành nhưng mà họ không giảng tin lành, họ không thể làm nhân chứng được vì họ chưa kinh nghiệm, họ không có kinh nghiệm cái sự cứu rỗi như chúng ta. Làm nhân chứng là chúng ta phải trải nghiệm một cách cá nhân, chúng ta mới có thể làm chứng được. Phải không chị em? Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta thấy tại đây, thiên sứ bảo cậu này phải cho người đi tìm Simon cũng là Phi-e-rơ. Chi tiết, ở tại thành Giô-bê, đang ở nhà của một người Simon khác là thợ thuộc gia. Ông này không biết là thuộc gia để may quần áo hay là may dài, chúng ta không biết. Nhưng mà những cái chi tiết đó, mà thời đó thì đi và chừng đó thì là không thể nào lạc được. Vì đi đến thành Giô-bê mà hỏi cái nhà của ông mà thuộc gia là ở đâu thì ai cũng biết. Bởi vì ngày xưa chắc là không có nhiều cái người mà thuộc gia ở trong một cái vùng nhỏ như vậy. Giống như chúng ta ở quê nhà có nhiều khi chúng ta được chỉ đường đó là đi một đổi rồi nhìn thấy cái cây mắc như là trứng cá đó. Rồi thì quẹo cua vô trong cái chỗ đó, đi thêm chừng khoảng gần một cây số nữa thì sẽ thấy có một cái cục đá chỗ đó đó. Thì quẹo trái ở chỗ đó, chỉ đường như vậy. Để mà cũng đi tới tại vì cái cuộc sống và cái quân cảnh nó không có thay đổi nhiều ở trong thời đó. Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng thấy rằng lại bị tùy thuộc vào cái việc cái người đi tìm có nắm lấy những cái lời chỉ dẫn hay không. Và chúng ta thấy nó tại sao không đi thẳng luôn mà phải đi vòng qua Phi-e-rơ như vậy. Câu trả lời là bởi vì thiên sứ không thể nào làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa được. Chỉ có Phi-e-rơ trong hoàn cảnh này bởi vì ông là người đã nếm trải sự cứu rỗi. Đây là một cái đặc ân rất là lớn mà xin Chúa cho chúng ta thấy được. Tôi thường nhắc nhở chính mình luôn. Mình được Đức Chúa Trời giao cho, Chúa Giê-xu giao cho trong sứ mạng vĩ đại làm công việc mà thiên sứ không làm được. Đó là một cái đặc ân rất là lớn của chúng ta, cho nên không làm chứng cho người khác là chúng ta đã phí phạm cái kinh nghiệm của sự cứu rỗi và chúng ta đã ngăn chặn phước của Chúa và sự sống đời đời đến cho những người mà có thể khi chúng ta chia sẻ họ tin Chúa. Và đây là một cái trách nhiệm rất là lớn mà xin Chúa cho để chúng ta sẽ nắm bắt tất cả những cơ hội mà Chúa cho chúng ta có để chúng ta có thể chia sẻ về Chúa cho nhiều người. Đó là phần của Chúa Ngài muốn cho thấy ở tại đây, đó là Chúa Ngài muốn cho mọi người biết là Chúa Giê-xu dành cho những người như cột này. Là những người đã có những cái bước gần với Chúa rồi, nhưng mà chưa tuyên xưng đức tin một cách cá nhân. Chỗ này cũng có một chỗ khác mà chúng ta cần được nhắc nhở tại đây. Ông cầu nguyện với Chúa rồi nè. Ông bố thí tiền cho người nghèo nè. Nhưng mà hai cái đó không đủ cho sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là phải tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Chứ không phải là mình là người cầu nguyện mà mình là người rời rộng trong vấn đề bố thí cho người nghèo thì như vậy là mình đã tích lũy được công đức của mình để được sự sống đời đời. Và phải tin nơi Chúa Giê-xu. Amen anh chị em. Nắm được điều đó sẽ giúp cho chúng ta thấy công tác chúng ta phải rao giảng phúc âm của Chúa cho những người lân cận chúng ta là điều hết sức là quan trọng. Chúng ta trở lại ở trong cái chỗ này. Cậu này cũng là một cái người mà chúng ta thấy từ đây ông thật sự là kính sợ Chúa. Chứ không phải chỉ nói bằng miệng. Khi nghe thiên sứ nói như vậy thì ông lập tức vâng lời. Ông chọn hai người mà ông có thể sai phái đi được, và đặc biệt có người thứ ba là người tin kính. Godly. Thì chúng ta biết là một cái người cũng có một cái lòng kính sợ. Bởi vì nghe ông hướng dẫn cái điều này thì có thể mà ông nói với những người không có sự gọi là kính sợ Chúa và người tin kính ấy, thì họ sẽ nói chắc ông đội trưởng của mình ông điên rồi. Thời buổi này mà nói thiên sứ hiện ra rồi kêu chúng tôi đi kiếm một cái ông Simon Phi-e-rơ ở một cái nơi xa như vậy thì chắc là họ sẽ có những cái lý do thối thác. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây còn nay ông đáp ứng lại một cách rất là chính xác theo như điều Chúa Ngài hướng dẫn, và ông làm ngay lập tức, bày tỏ cho chúng ta thấy ông có lòng kính sợ Chúa thật.
Tại thời điểm này thì người Do Thái tin rằng sự cứu rỗi chỉ dành cho họ. Nếu chúng ta đọc Roma chương 3 câu số 29, chúng ta sẽ thấy điều đó. Đoạn Kinh Thánh này cho thấy không phải như vậy. Cuộc gặp gỡ của con này với thiên sứ của Chúa cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã chọn tiếp cận với dân ngoại, chứ không phải chỉ cho người Do Thái mà thôi. Điều này đã đúng lúc bây giờ và cũng đúng trong ngày hôm nay. Anh chị em xin Chúa nghe cho để chúng ta có cùng một tâm tình như Chúa. Có như vậy thì chúng ta mới không ngưng nghỉ, không mệt mỏi trong việc làm nhân chứng và giới thiệu về Chúa cho những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta phải để điều đó ghi khắc ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúa Giêsu dành cho những người như con này. Rất là gần với sự cứu rỗi này, nhưng mà cần nghe, có những nhân chứng sống giới thiệu cho ông về tin lành cứu rỗi của Chúa. Thì lúc bây giờ ông sẽ tiếp nhận. Tôi tin rằng trong cộng đồng của chúng ta, trong khu xóm của chúng ta có những con này. Họ đang chờ chúng ta bước qua bên phía bên kia đường, đến với họ và thuật lại điều Chúa đã làm cho chúng ta như thế nào và tin lành cứu rỗi của Chúa để họ cũng có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi như chúng ta. Điều thứ nhì chúng ta cùng suy nghĩ buổi tối hôm nay là Chúa Giêsu dành cho những người như Phi-e-rơ. Công vụ chương 10 câu 9 cho đến câu số 21. Thì chúng ta thấy ở đây một cái khúc quanh mà cái này là nó rất là lạ đối với Phi-e-rơ. Đó là trong lúc ông đang cầu nguyện ở trên mái nhà, thì Kinh Thánh dùng một cái chữ tại đây là khi người ta dọn bữa cho ông thì ông xuất thần. Ở trong tiếng Anh thì dùng cái chữ là ông fall in a trance. Trong bản tiếng Anh là and he became hungry and wanted something to eat, but while they were preparing it, he fell into a trance. T-R-A-N-C-E. Ông ở trong một cái chỗ gọi là xuất thần. Ông ở trong một cái trạng thái là ông thấy những cái điều mà bình thường con người không có thấy. Tôi nhớ học cái phần Kinh Thánh này với một giáo sư mà ông này thì thuộc về tân phái, liberal. Thì ông nói rằng tại vì Phi-e-rơ đang ở trên mấy nhà cầu nguyện đang đói bụng. Mà ở dưới, chúng ta biết nhà của người Do Thái đó, thì sân thượng của họ muốn đi lên trên đó thì cái cầu thang đi lên đó là nó nằm ở bên ngoài nhà. Thì Phi-e-rơ đang ở trên mái nhà để ở trên sân thượng để cầu nguyện. Và đến giờ ăn ở dưới này người ta nấu ngon quá cho nên trong lúc ông cầu nguyện thì ông thấy những cái thức ăn này. Nhưng mà tôi thì tôi tin rằng khác. Ông ở trong cái trạng thái xuất thần và bắt đầu ông thấy một cái khải tượng rất là lạ. Đó là ông thấy một cái khăn bốn góc đó thì được túm lên và thả xuống ở trước mặt ông. Thì trong đó là lổn ngổn đủ mọi thứ. Thứ các thú bốn chân. Okay. Mà nếu cái móng của nó mà chẻ ra làm hai đó thì là vật không sạch. Thì trong đó có những thứ mà chúng ta thấy bò thì móng của nó không có bị chẻ ra. Con chiên móng của nó cũng không có bị chẻ ra. Con dê móng của nó không có chẻ ra. Nhưng mà con lạc đà, con heo móng chẻ. Thì luật của Cựu Ước đó là những cái loại thú mà bốn chân mà móng của nó có chẻ ra như vậy là vật không tinh sạch. Nên chúng ta thấy rồi đó. Rồi loài bò sát. Rồi chim trời. Và những con chim mà ăn thịt của thú chết thì nó lại còn là ô uế nữa. Thí dụ như kênh kênh hoà hoà đó thì chúng ta biết rằng những thứ đó là những thứ không có sạch. Thì có tiếng phán với Phi-e-rơ là hãy trỗi dậy làm thịt mà ăn. Đây là một cái khúc cua rất là khó cho một người Do Thái. Bởi vì cái luật về thức ăn tinh sạch mà người Do Thái họ giữ rất là kỹ cái chỗ này. Một trong những cái lý do mà họ không giao tiếp với người ngoại là bởi vì cái việc này đây. Cái việc người ngoại ăn những cái thú không sạch theo như luật của họ ở trong Cựu Ước. Cho nên chúng ta thấy rằng khi có tiếng phán với ông là hãy trỗi dậy và làm thịt những cái thú này ăn thì ông trả lời là gì? Lạy Chúa không được vì con không bao giờ ăn vật gì ô uế hay không tinh sạch. Đây là một cú sốc rất là lớn đối với lại Phi-e-rơ. Ông phải thắng được điều này. Vì Chúa ngài đang chuẩn bị ông để ông đến với dân ngoại.
Mà dân ngoại cũng bị kể là những người ô uế, những người không sạch. Thì Chúa phải dùng cái sự dạy dỗ này để giúp đỡ cho ông. Ông lại nghe tiếng phán với ông lần thứ nhì: vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy ở tại đây, cứ đôi ba người làm chứng thì việc được kiên lập đó. Nguyên tắc ở đây, tại đây câu 16 chép: việc đó xảy ra ba lần rồi tấm khăn ấy được cất lên trời. Chúa ngài muốn cho việc này kiên lập để nói với Phi-rơ một cái sứ điệp từ nơi Chúa rằng cái gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho sạch rồi đó thì mình là ai mà lại kể nó là ô uế. Cho nên cứ làm theo như sự hướng dẫn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Câu chuyện chúng ta thấy ở tại đây thay đổi của chúng ta lại được tái giới thiệu với ông Phi-rơ tại đây. Ông Phi-rơ tại đây cũng là một Phi-rơ đã từng đi bộ trên mặt nước, đã từng kinh nghiệm Chúa trong mẻ lưới khổng lồ, mũi lưới cá khổng lồ. Ông là người đã trải nghiệm một cái thất bại trong việc chối thầy của mình, không biết Chúa Giê-xu mà còn thề không biết Chúa đến ba lần, rồi được Chúa nghe phục hồi. Và chúng ta thấy ở tại đây, ông còn bị mắc một cái gốc của chủng tộc. Và chúng ta thấy rằng tại đây ông cần phải học. Và Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cho chúng ta thấy tại đây, ngài vẫn còn việc phải giúp đỡ để kiện toàn Phi-rơ sẵn sàng là một sứ đồ trưởng, là người rao giảng tin lành của Chúa cho dân ngoại nữa, chứ không phải chỉ là người Do Thái mà thôi. Khi chúng ta kinh nghiệm Chúa, ở trong cuộc sống của chúng ta có những cái quá trình mà Chúa ngài dẫn dắt chúng ta. Và tôi tin rằng một trong những điều mà Chúa ngài muốn nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay là điều Chúa ngài đang dạy Phi-rơ. Nhất là Chúa ngài mang chúng ta đến và sống ở tại cái xứ Hoa Kỳ này. Đây là Hiệp Trung Quốc. Và có người đã nhìn thấy điều này. Việc gì xảy ra ở tại nước Mỹ này nó ảnh hưởng trên toàn thế giới. Một sư Ratzinger thì nói rằng cái việc gì xảy ra tại Houston thì nó ảnh hưởng đến bốn góc trời, bốn góc của thế giới. The four corners of the earth. Tại vì ngày hôm nay chúng ta là một cái thành phố đa dạng qua mặt New York. Với số ngôn ngữ được nói ở tại thành phố Houston của chúng ta, bây giờ chúng ta đã qua mặt New York rồi. Tổng số ngôn ngữ trong ngày Chủ nhật dùng để ngợi khen thờ phượng Chúa tại thành phố Houston này đông hơn tất cả, nhiều hơn tất cả các thứ ngôn ngữ cho tất cả các tiểu bang và thành phố khác ở tại Mỹ này. Nhiều sắc dân ở tại đây. Tối thứ Bảy vừa rồi, tôi cùng cầu nguyện chung với lại một nhóm người từ nhiều sắc tộc, trên 1.000 người, trong đó người Nigeria, rồi các quốc gia khác của tại Phi Châu, rồi Nam Mỹ, rồi Mỹ Tây Cơ, rồi người Mỹ địa phương ở tại đây. Thì một cái khung ảnh rất là tuyệt vời khi người của các ngôn ngữ như vậy đứng để cùng nhau cầu nguyện. Rồi họ có một cái phần mà họ mời tôi dự phần vào làm đại diện cho 7 ngôn ngữ để cầu nguyện trong ngôn ngữ của mình. Để nói lên cái đa dạng của thành phố của chúng ta và cái sự tha thiết của hội thánh chung của Chúa. Đó là tất cả đều khao khát sẽ có một sự phục hưng lớn xảy ra. Như các lời tiên tri đã nói, Houston sẽ là trung tâm của cơn phấn hưng lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Thì cảm ơn Chúa vì mục sư diễn giả trong ngày hôm đó, ông được Chúa nghe sai phái đến một cách đặc biệt. Ông rất là bận, ông hướng dẫn một hội thánh có 500.000 tín đồ, và họ có các hội thánh chi nhánh khắp nơi trên thế giới, hơn 1.800 hội thánh khắp nơi trên thế giới. Thì ông rất là bận, nhưng mà Chúa nghe nói với ông phải đến Houston vì thời điểm để Houston được phục hưng đã đến rồi. Ông tuyên bố điều đó và ông nói rằng cái buổi cầu nguyện đặt tên đó là Houston Revival Now. Thì ông nói rằng chúng ta đang ở trong sự phục hưng, tại vì Chúa ngài đã sắp đặt những điều hết sức là đặc biệt như vậy. Tôi chia sẻ điều đó để khích lệ anh chị em là chúng ta đang ở tại một cái thành phố mà Chúa cho chúng ta sinh sống tại đây. Nếu chúng ta tin rằng Chúa là đấng sắp đặt chỗ ở, thì giờ ở của chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái việc chúng ta có mặt và sinh sống tại thành phố Houston này không thể là sự ngẫu nhiên được. Cho nên Thánh Kinh mùa hè năm nay, trong cái thời điểm này, tôi muốn khích lệ anh chị em là hãy học bài học này anh chị em. Bởi vì Chúa muốn chúng ta trải nghiệm Chúa và chúng ta cũng có thể bước qua khỏi cái hàng rào ranh giới của màu da chủng tộc để chúng ta làm nhân chứng cho những người khác nữa. Bởi vì trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta tiếp xúc với họ. Nếu chúng ta chỉ đi lựa kiếm cái mặt của người Việt Nam để làm chứng thôi đó, thì chúng ta sẽ giống như ông Führer tại đây.
cần phải được Chúa Ngài kéo ông ra khỏi cái chỗ mà ông đang bị mắc kẹt. Bởi vì ông đã có một cái định kiến, ông đã có một cái gì đó ở trong tấm lòng của ông cần phải được giúp đỡ. Một trong những điều mà anh em tín hữu Cơ Đốc Việt Nam của chúng ta, những người tin lành của chúng ta, những người Việt Nam của chúng ta thường hay đưa ra một cái lý do để chúng ta thối thác cái việc chúng ta làm chứng cho người khác. Tôi không biết nói tiếng Anh. Tiếng Anh của tôi nó không có thông thạo đủ. Thì câu trả lời và thách thức của tôi với anh chị em, nếu anh chị em nói tiếng Anh đủ để có thể làm việc và kiếm sống được đó, anh chị em có thể làm chứng được. Thật ra làm chứng về Chúa đâu cần ngôn ngữ nhiều đâu. Hãy mình có một câu chuyện thật là mình có thể làm nhân chứng cho Chúa rồi. Để trừ trường hợp mình không có cái gì để nói đó, thì cái đó là một việc khác. Nhưng mà khi chúng ta có một câu chuyện, thì chúng ta có thể thuật lại. Như cái trải nghiệm của tôi làm cho ngày hôm đó tôi khóc rất nhiều và quyết tâm là mình phải làm cho bằng được. Tôi nhớ khi ở tại Marshall, Texas, khi tôi đi học trường Kinh Thánh, cái thành phố đó rất là nhỏ. Nó có một cái tiệm McDonald's, nó có một cái Burger King, nó có một văn phòng nha sĩ, một văn phòng bác sĩ mắt. Cái gì cũng có một thứ. Cái thành phố nó nhỏ lắm. Có một cái điều là dân chúng ở tại đó đó, đời sống của họ nó nhẹ nhàng lắm. Chúng ta thấy hai người họ lái xe đến bản stop, cái họ quay kính xuống, họ ngồi nói chuyện. Bao nhiêu chiếc xe ngoài sau đó là cũng bình tĩnh ngồi đó, không bóp kèn, không chửi không gì đó. Và khi họ nói xong cái câu chuyện của họ, có thể là 2-3 phút gì đó rồi họ quay kính lên, họ đi tiếp. Và những người sau cũng kiên nhẫn như vậy. Nhưng mà ngày kia thì chúng tôi bị kẹt xe quá chừng. Cái chuyện mà người ta dừng lại, người ta nói chuyện với nhau, chuyện thường thấy rồi. Nó là một cú sốc của chúng tôi khi từ Houston lên trên đó. Nhưng mà dần cũng quen. Nhưng hôm đó thì nó kẹt xe lạ hơn. Là một cái đoàn xe bị kẹt rất là xa. Thì người ta nhích từ từ lên, cuối cùng chúng tôi cũng nhích từ từ lên. Đến bản stop thì thấy một cái cảnh rất là khích lệ. Nhưng mà cũng là một cú sốc. Là có một người không thể nói được, một người câm. Và anh đã chọn đứng ở tại những cái chỗ bản stop đó. Và nói cho mọi người nghe về sự cứu rỗi của Đức Giê-xu bằng cách anh ra dấu. Anh giảng tin lành của Chúa trong cái giới hạn mà anh có trong vấn đề. Anh không thể nói thành lời được. Nên mình dùng sign language để anh làm chứng về Chúa. Nói thật với anh chị em là lúc đó tôi ngồi và tôi khóc. Tôi nói, lúc đó thì cũng có cái mặc cảm. Là tiếng Anh của mình đó. Mình nói là người ta nghe không hiểu đâu. Mặc dù là chữ nghĩa thì mình ngồi gọi là tiếng Anh của lớp học, classroom English, mình có thể đọc được, mình có thể đoán được cái nghĩa của cái chữ đó. Lấy những cái chữ mà mình quen, cái gốc chữ của nó bên tiếng Pháp, mình đoán qua bên tiếng Anh ở bên này là nó cũng khá chính xác. Rồi có từ điển để tra nữa, thành ra cái chuyện đó ok. Nhưng mà khi đứng trước mặt mọi người mà nói tiếng Anh á, mà cảm đó, nhất là khi mà họ trả lời hay là họ hỏi gặn lên một cái, hỏi what? Mọi người Mỹ họ có một cái lối hỏi, nhất là những người mà họ hỏi trong cái sự bực dọc đó, là bao nhiêu tiếng Anh của mình nó bay mất hết. Lúc đó nó thôi, mình phủi tay mình đi, nó thôi, thôi quý vị đi đi. Tôi nói là có cái gì mà muốn tâm sự, mà nói với ông hàng xóm mà mình nói, mình diễn tả, mình quơ tay quơ chân, cuối cùng muốn hỏi what? Thì là mình cục hứng phải không? Mà hôm đó cái anh này, anh câm, anh ra dấu. Ông chỉ nói ra dấu thập tự giá của Chúa rồi chỉ lên trời. Cho tất cả mọi người đi ngang cái bảng stop. Bởi vì anh đi, sau này chúng tôi mới biết là có một cái chương trình nhấn mạnh về sự phục hưng. Và anh đi nhóm và anh nghe và nhận được một sự thách thức là chúng ta phải nhanh chóng chia sẻ tin lành cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết Chúa. Anh bằng lời và anh làm công việc đó. Tôi nói rằng một cái người câm mà có thể trong giới hạn lại trung tín làm công việc như vậy, thì tôi không có lý do nào để thối thác là mình có quyền để yên lặng. Dù là mình phải nói về Chúa cho những người nói tiếng Anh hay là nói tiếng Việt. Thì tôi xin nhắc nhở anh chị em điều đó. Nếu chúng ta có đủ tiếng Anh để chúng ta sinh hoạt, để kiếm sống được ở tại Mỹ này, là chúng ta có thể làm chứng được. Cho nên đừng yên lặng, nhưng mà hãy làm chứng cho mọi người. Đức Chúa Giê-xu cũng dành cho Phi-e-rơ. Và điều thứ ba là Chúa Giê-xu dành cho những người như bạn bè và gia đình của chúng ta.
ở trong câu 22 cho đến câu 6. Câu chuyện tiếp tục, chúng ta thấy thông điệp của ông được rao giảng cho bạn bè và những người trong gia đình của cậu này. Chúa Giêsu cũng dành cho bạn bè và gia đình của chúng ta như vậy. Khi Phêrô đến thì chúng ta thấy rằng những người mà cậu này sai đến chị Đức Thánh Linh bảo với Phêrô có ba người đang đi tìm con. Hãy trỗi dậy và đi với họ. Vì ta sai họ đến đây. Thì chúng ta thấy Phêrô ông cuối cùng đã vâng lời. Vì Chúa ngài đã dạy ông vượt qua khỏi những cái ngăn trở của ông trong việc đến với những người không phải Do Thái. Thì khi Phêrô đến nơi thì chúng ta để ý đến một cái điều hết sức là được khích lệ tới đây. Đó là cậu này đã gọi họ hàng bạn thân của mình và họ nhóm hiệp lại. Và cậu này dùng cái chữ là chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời đang chờ ông nói những điều mà Chúa phán qua ông. Và qua cái kinh nghiệm này chúng ta thấy những người trong họ hàng, gia đình và bạn thân của cậu này tất cả đều tin Chúa hết. Đồng cái phước hạnh mà chúng ta trong ngày hôm nay cũng có thể được Chúa ngài sử dụng để chúng ta giúp đỡ được cho nhiều người. Và trong hai thập niên qua đó, cảm ơn Chúa, tín hữu của VBC Houston đã làm công việc này rất tốt. Và những người nghe các bài giảng của chúng tôi cũng đã áp dụng và Chúa ngài cho kết quả cũng rất là được khích lệ. Đối với những người thân thương của chúng ta ở quê nhà, có một giai đoạn hội thánh của Chúa vì chính quyền chưa hiểu thì gặp bắc bớ rất là nhiều. Việt Nam có một cái luật rất là lạ, mà nó có hai cái vế. Đó là Việt Nam có tự do tôn giáo và tự do không tôn giáo. Tự do tôn giáo có nghĩa là chúng ta có thể rao giảng tin lành của Chúa đó, nhưng mà chúng ta có thể bị vi phạm cái vế thứ nhì là tự do không tôn giáo. Cho nên người ta có thể bắt chúng ta. Một người chúng ta có thể làm chứng cho họ xong rồi nói ngồi đây nha, tôi đi gọi công an bởi vì anh đã vi phạm cái quyền tự do không tôn giáo của tôi. Thì chúng ta có thể gặp trở ngại. Cho nên ở tại Việt Nam lúc bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào đi đến với một người. Tôi khi về Việt Nam không thể đi đến nhà của một ai đó để giảng tin lành của Chúa cho họ. Nhưng mà hợp pháp khi tôi ngồi ở tại khách sạn và người ta đi tìm đến tôi để tìm hiểu đạo của Chúa thì cái đó hợp pháp. Cho nên hội thánh của Chúa ở tại Việt Nam, các mục sư cần cái sự tiếp tay của con cái của Chúa ở ngoài này. Mình giới thiệu cho những người thân thương của mình đi tìm gặp các mục sư đến với hội thánh để tìm hiểu về tin lành của Chúa. Thì cảm ơn Chúa, có những gia đình rồi gia tộc tin Chúa được cứu là bởi vì cái gạch nối của chúng ta. Chúng ta thấy cái trách nhiệm của mình cũng giống như là của ông con này tại đây đó. Khi thiên sứ hiện ra thì chỉ gặp ông thôi. Nhưng ông biết rằng tin lành của Chúa mà ông sắp sửa được nghe đó, thì người thân thương của ông cũng cần nghe. Cho nên ông kêu cả gia đình dòng họ của ông, rồi những người bạn thân của ông đến và tất cả tề tựu để chờ khi Phêrô đến, thì Phêrô rao giảng về Chúa cho họ. Cái gạch nối này cũng rất là quan trọng. Nếu chúng ta không thể nào gọi là giảng tin lành của Chúa một cách trực tiếp, thì xin Chúa cho chúng ta cũng có thể làm cái gián tiếp này. Chúng ta mời người thân thương của mình, tạo cơ hội, tạo điều kiện để họ có thể được nghe về tin lành cứu rỗi của Chúa. Amen anh chị em. Và chúng ta cũng có thể có một nhìn mới. Những người thân thương của chúng ta, những người láng giềng của chúng ta, họ có thể được cứu khi chúng ta bắt đầu nhìn cái khu xóm của mình, nhìn cái gia đình, gia tộc của mình là cánh đồng truyền giáo. Lúc bây giờ chúng ta sẽ để ý đến những cơ hội có thể mở ra cho chúng ta để chúng ta giúp đỡ cho họ. Có những anh chị em đi về thăm gia đình của mình ở tại Việt Nam, tổ chức một cái bữa cơm gọi là Family Reunion, một buổi họp mặt của gia đình. Bởi vì mình ở nước ngoài về cho nên bà con thân nhân là thích thú để đến làm cái bữa tiệc 4 mâm, 5 mâm gì đó, 40 người, 50 người gì đó. Thì người ta có thể đến. Và chúng ta cũng có thể đứng lên và chúng ta làm chứng là khi mình đi ra nước ngoài mình đã có cái đặc ân, có cái cơ hội để mình đã gặp Chúa, đã tin nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Bây giờ mình muốn kể lại câu chuyện của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Rồi làm chứng cho họ. Và cũng có thể kết nối với một mục sư, một truyền đạo, một con cái của Chúa, người trưởng thành trong Chúa. Có thể đến đó và tiếp tay với chúng ta trong việc chia sẻ tin lành của Chúa. Và có rất là nhiều gia đình, gia tộc đã tin Chúa qua cái gạch nối này. Ở tại đây cũng vậy, anh chị em, nếu chúng ta nhìn cái khu xóm của mình, những người khác màu da chủng tộc với chúng ta,
họ khác đó, nhưng mà khi chúng ta nhìn họ như là một cánh đồng truyền giáo, thì chúng ta sẽ thấy thật là phước hạnh khi chúng ta sống sẵn sàng, mang giày dép sẵn sàng để rao giảng tin lành của Chúa đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khu xóm của chúng ta có thể được thay đổi nha. Vậy chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho khu xóm của mình, và chúng ta nắm bắt tất cả những cơ hội để chúng ta giảng tin lành của Chúa cho họ, tạo điều kiện để họ được nghe về tin lành cứu rỗi của Chúa, tạo điều kiện để những người thân thương của chúng ta có cơ hội để nghe tin lành của Chúa. Như còn ngay tại đây, ông mời cả gia đình của mình ngồi xuống, những người bạn thân của mình ngồi xuống để chờ đợi Phi-e-rơ, một nhân chứng làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa. Thì chúng ta thấy tại đây kết quả đó là tất cả được cứu. Thành ra cái người môi giới một cái gạch nối này như còn ngay tại đây, chúng ta thấy rất là cần trong việc để đem tin lành của Chúa đến cho những người thân thương của chúng ta. Sáng nay tôi muốn khích lệ anh chị em hãy trở nên những người như còn nay trong sự cầu thai của chúng ta để dọn đất. Nó bắt đầu từ cái ý niệm đầu tiên, hãy nhìn gia đình của mình là cánh đồng truyền giáo đó, những người chưa tin Chúa, để chúng ta bắt đầu công bố từ từ ngữ của chúng ta. Đừng nói một cách tủi thân, tôi là người duy nhất ở trong gia đình, trong dòng họ tin Chúa, mà tôi là người đầu tiên. Tức là chúng ta có khải tượng truyền giáo cho gia đình của mình đó. Nếu là người đầu tiên sẽ có người thứ nhì, người thứ ba, người thứ tư. Còn nếu chúng ta đã cột lại và chúng ta cột luôn cái phương tiện, cái cơ hội để người ta nghe về tin lành của Chúa khi chúng ta tuyên bố mình là người duy nhất, thì chúng ta đốt cầu. Nhưng khi chúng ta nói rằng mình là người đầu tiên, mình bắt đầu mình cầu nguyện. Rồi tôi chia sẻ với anh chị em có những trường hợp anh chị em nắm bắt được điều đó. Có một cô ở tại Arizona, ở tại thành phố Phoenix. Cô nghe và cô nắm bắt được cái khải tượng này và cô bắt đầu cầu nguyện cho gia đình của mình. Anh chị em biết một cái điều tuyệt vời là trong dòng họ của cô hơn 90 người đã đến với Chúa. Bởi vì cô bắt đầu cầu nguyện cho những người trong gia đình của mình và tuyên bố mình là người đầu tiên. Và Chúa ngài làm việc. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa ngài sẽ mở ra cho chúng ta những cái cánh cửa cơ hội và chúng ta nắm bắt những cánh cửa cơ hội đó. Họ có thể họ cần được sự chữa lành, chúng ta giúp đỡ cho họ kinh nghiệm về sự chữa lành, giới thiệu về Chúa cho họ. Giới thiệu về Chúa cho họ trong những cái phương tiện khác nhau mà Chúa ngài cho. Thì như còn nay chúng ta thấy ông đã chuẩn bị và Đức Chúa Giêsu cũng dành cho những người bạn bè và gia đình của cậu này, cũng như bạn bè và gia đình của chúng ta. Nên xin Chúa ngài sử dụng chúng ta trong ơn của ngài. Và cuối cùng Chúa Giêsu là cho bạn và tôi. Có chúng ta nữa. Câu chuyện này giờ lên đến cái đỉnh điểm khi Phi-e-rơ tận dụng cơ hội để chia sẻ sứ điệp của phúc âm. Một trong những lời phát biểu đầu tiên của ông là Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của mọi người. Cảm ơn Chúa. Chúng ta để ý đến từ ngữ sử dụng hay lắm. Khi ông tuyên bố điều này, những người nghe anh chị em thấy là họ thấy ôi cái tin lành này nó có liên quan đến mình nha. Tại vì Chúa Giêsu như thế nào? Chúa Giêsu Christ tức là Chúa của bao nhiêu người? Của mọi người, tức là số cử tòa, số thính giả đang ngồi nghe mình đó. Họ cảm thấy rằng ô tin lành này có tôi trong đó. Tôi được kể ở trong đối tượng của tin lành này. Từ ngữ chúng ta thấy cũng rất là quan trọng như trong câu số 36. Chúa của mọi người là một cái trách nhiệm trong sự an toàn của họ, trong sự chăm lo của họ. Và nếu Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của mọi người thì chúng ta thấy rằng Ngài có trách nhiệm để Ngài cứu họ. Và Chúa đã làm xong rồi. Họ đã được cứu trong Đức Chúa Jesus Christ mà họ chưa biết. Đây cũng là một cái bước ngoặt, một cái khúc quanh ở trong cái niềm tin của chúng ta mà anh chị em chúng ta cần nhớ tại đây. Chúng ta cần phải nhận biết điều này. Khi Đức Chúa Jesus Christ chết trên thập tự giá, Ngài đền tội cho bao nhiêu người? Cho mọi người. Để chi? Để họ tất cả đều có thể được cứu. Điều này có nghĩa là những người thân thương của chúng ta, những người trong gia tộc của chúng ta đã được cứu ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ có là họ chưa biết để họ đặt đức tin và nhận cái sự cứu rỗi đó cho mình. Bởi từ trước đến giờ họ cứ nghĩ rằng do họ thờ lại những cái thần này, thần kia, làm những công việc công đức v.v. thì đem đến cái sự cứu rỗi. Mà một trong những điều nó làm cho thay đổi cái việc tôi rao giảng lời của Chúa khi tôi nắm được cái lẽ thật này. Tất cả mọi người đã được cứu ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên khi chúng ta long trọng tuyên bố với họ như vậy đó, thì nó có một sức mạnh rất là lớn. Tôi nhớ có những cái thắc mắc của người này người kia. Và khi chúng ta làm nhân chứng cho Chúa, chúng ta sẽ thấy có một cái áp lực là người ta nhìn chúng ta giống như là chúng ta là những người đi năn nỉ họ tin Chúa. Trong khi đó thì lời của Chúa bảo chúng ta là đại sứ của Chúa. Chúng ta là sứ giả của nước trời. Chúng ta đi và rao báo tin vui nhất cho họ.
Chứ không phải năn nỉ thôi, tin Chúa đi, có phước lắm, tin Chúa đi, làm ơn tin Chúa rồi chúng ta, như là chúng ta đi năn nỉ người ta theo đạo. Thì khi người ta thấy chúng ta đến với cái thái độ gọi là lép vế giống như vậy đó, thì họ sẽ làm eo. Và tôi nhớ khi tôi hiểu cái điều này và bắt đầu rao giảng tin lành của Chúa đó, có nhiều người họ ngạc nhiên. Tôi đến đây và long trọng tuyên bố với quý vị một cái sứ điệp quan trọng nhất ở trong đời mà quý vị có thể nghe, một cái tin vui nhất ở trong đời quý vị có thể nghe là quý vị đã được cứu ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Họ ngạc nhiên, có nhiều người họ bật ngửa, nói, trước giờ mấy ông mục sư, mấy ông truyền đạo đi là năn nỉ mình, còn ông này, bữa nay ông đến, ông nói một điều, mà nó là sự thật. Tôi giải thích vì quý vị chưa biết thôi, cho nên bây giờ hãy đặt đức tin và nhận điều Chúa Giê-xu đã làm xong cho quý vị rồi. Đó là tin vui. Tin vui ở cái chỗ là mình không cần làm cái gì nữa, vì Chúa đã làm xong cho mình rồi. Cái đó nó mới vui chứ. Amen anh chị em. Thái độ và cái cách của chúng ta trong cái mạnh mẽ đó, mà chúng ta thấy ông Phi-rơ tại đây, ông cũng đã làm điều đó. Cho các lãnh đạo của Do Thái giáo, cho những người thuộc về phe là Sa-đu-xê, ở tại đây cho gia đình của cậu này, mà bạn thân của ông thì chắc là cũng ở trong quân đội. Họ cũng có quyền thế đó. Nhưng mà khi Führer rao giảng thì chúng ta thấy rằng họ nghe là bởi vì ông đã giúp đỡ cho họ nghe cái tin vui này. Mình xin Chúa ngày ban phước để chúng ta sẽ nắm bắt cái lẽ thật này. Chúa Giê-xu Christ tức là Chúa của mọi người. Ngài đã lo hết rồi, Ngài đã chăm sóc hết rồi, Ngài đã cứu họ rồi ở trong Chúa. Bây giờ chỉ có bởi đức tin để họ có thể đón nhận. Cảm ơn Chúa. Hãy nhìn cộng đồng của chúng ta. Như chúng ta ở trong cái lớp học nhỏ Thánh Kinh mùa hè tại đây, thì có một số những điểm tương đồng chúng ta đây là những người tham dự Thánh Kinh mùa hè. Nhưng mà tại đây chúng ta có rất là nhiều, rất là đa dạng. Chúng ta có người Nam có, rồi người Nam mà ở miền Tây, rồi miền Tây mà lai người gốc Hoa nữa. Rồi có người là miền Trung, rồi có người là miền Bắc. Thì chúng ta thấy tại đây chúng ta đến từ nhiều bối cảnh khác nhau. Tại thành phố Houston tại đây chúng ta cũng đến từ những cái zip code khác nhau. Thì có những điểm tương đồng nhưng mà cũng có những cái đa dạng. Mà cảm ơn Chúa, tin lành của Chúa là tin lành cho tất cả mọi người. Nên xin Chúa nhờ cho để chúng ta bắt đầu hình dung cộng đồng của chúng ta là cánh đồng truyền giáo. Người Mỹ, nhất là Baptist Nam Phương có một cái thách thức là ngày xưa chúng ta gửi giáo sĩ đi ra nước ngoài, bây giờ Đức Chúa Trời đem những người nước ngoài đến ở tại trước cửa chúng ta. Hãy nắm bắt cơ hội để rao giảng tin lành của Chúa cho họ. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ để cái trải nghiệm của Phi-rơ được Chúa Ngài chỉnh sửa, gỡ rối cho ông, hầu cho ông có thể trở nên một người sẵn sàng để rao truyền tin lành của Chúa cho tất cả mọi người. Cũng là điều Chúa Ngài làm việc trong tấm lòng của chúng ta. Đừng để màu da, chủng tộc, văn hóa ngăn trở chúng ta. Đừng để cái quá khứ của họ ngăn trở chúng ta. Vì Đức Giê-xu dành cho tất cả mọi người. Vì tất cả mọi người, bất cứ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho loài người thì chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chỉ có danh Chúa Giê-xu mà thôi. Nên hãy nhanh chóng rao giảng tin lành của Chúa cho họ. Một điều tuyệt vời tại đây. Phi-rơ đang nói thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống ở trên họ. Ông chưa xong bài giảng thì Đức Chúa Trời là đấng đã có đủ những cái điều kiện. Họ là những người kính sợ Chúa, sẵn lòng nghe. Chúa đã sai một nhân chứng đến và nhân chứng đang nói. Và nói đủ về sự cứu rỗi thì Thánh Linh của Chúa đã đổ xuống trên họ, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên họ. Họ được bắp tem trong Đức Thánh Linh trước, rồi sau đó họ được bắp tem nước sau. Họ được đầy dạy Đức Thánh Linh ở trong phần Kinh Thánh này. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta nắm bắt được cái phước hạnh này. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đang theo sát để yểm trợ chúng ta cho việc truyền giáo. Và tôi thường nhắc nhở và khích lệ anh chị em, anh chị em bước ra truyền giáo đi, hoặc là chúng ta bước qua bên phía bên kia đường, hoặc là chúng ta bước qua cái ô vuông khác ở trong công ty của chúng ta, trong sở làm của chúng ta. Nhưng chúng ta biết là Đức Chúa Trời đi chung với chúng ta liền. Chúng ta gặp Đức Chúa Trời một cách rất là rõ ràng khi chúng ta ở trong cánh đồng truyền giáo. Chúng ta đi nhà thờ, ôm kinh thánh, đi nhà thờ mà thôi đó, thì chúng ta khó để gặp Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ cùng làm chứng với chúng ta, Ngài yểm trợ chúng ta trong công tác truyền giáo. Muốn kinh nghiệm Chúa, hãy để Chúa Ngài gỡ rối cho chúng ta. Rồi chúng ta sẵn sàng để giảng tin lành cho mọi người, tin lành cho muôn dân, tin lành cho mọi màu da chủng tộc. Chúa Ngài sẽ yểm trợ chúng ta và chúng ta sẽ thấy những phước hạnh Chúa Ngài ban cho. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý bạn chị em đã trung tín nhóm lại và học câu gốc và theo dõi. Tôi cầu nguyện rằng những gì chúng ta học ở trong Thánh Kinh mùa hè năm nay sẽ để lại trong chúng ta một cái vốn liếng thuộc linh quan trọng, một hành trang để chúng ta sẽ
đồng bước đi với Chúa và được Chúa ngài sử dụng chúng ta một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta phải tạm ngưng tại đây là bởi vì các em đang chờ chúng ta. Chúa ban phước cho hết thảy quý ông bà anh chị em và những người theo dõi cùng học lời Chúa với chúng tôi còn online nữa. Chúa cùng mà ban phước trên hết thảy anh chị em. Hẹn gặp lại trong ơn của Chúa. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.